mặc dù là phim nó rất là ngắn, nó chỉ có 2 phút, nhưng mà cũng là những lời tư vấn để làm thế nào mà chúng ta có những cái hoạt động đúng, không ảnh hưởng đến cổ gáy. Và khi mà hoạt động sai thì họ cũng tư vấn luôn chúng ta là làm thế nào để chúng ta uốn nắn lại hành vi đó. Thì đấy là vấn đề về cổ gáy. Chúng ta lưu ý là cái chuyện cổ gáy ấy, thì những người mà một số người sẽ có cái bệnh nghề nghiệp đau cổ gáy, ví dụ như là tài xế đường dài này, là tài xế lâu năm này, hay là dân văn phòng này, hoặc là những người phải làm việc lâu với máy tính, đặc biệt là các game thủ mới ban đầu thì hoành tráng lắm, nhưng mà sau một thời gian kéo dài chừng nhiều năm, 5 năm, 7 năm gì đó là bắt đầu có vấn đề cổ gáy rồi. Vì thế đặc biệt là con em chúng ta bây giờ, mọi người biết là con em chúng ta bây giờ bé là đã là thế nào ạ? Cắm mặt vào cái gì? Điện thoại. Đúng rồi, cái máy tính với lại cái smartphone á, cái điện thoại thông minh ấy, và suốt ngày gập cái cổ thế này này, và sau này chúng ta sẽ bị cổ gáy hết á. Cuối cùng là sao ạ? Bộ ai ai cũng gặp nhau cũng nghe đau cổ gáy. Rồi bây giờ vấn đề cổ gáy thì khi mà làm bài cổ gáy, chúng ta lưu ý cái phác đồ điều chỉnh cái bài đau cổ gáy như sau. Việc đầu tiên chúng ta phải bơm máu kỹ lên đầu. Bài bơm máu kỹ chúng ta đã học rồi. Chúng ta phải bơm máu kỹ lên trên đầu, bơm máu kỹ lên trên vai. Sau đó thì chúng ta sẽ, ở đây ai là người đang bị đau cổ gáy? Nhiều vậy ha. Rồi, đau như thế nào? Đau như nào rồi nha? Đau cứng mà không quay được cổ, hiện giờ có đang đau không? Hiện giờ đang đau không? Bây giờ có vấn đề như thế này nè, mọi người phải loại trừ cái chuyện này. Những cái người mà đau cứng mà không quay được cổ, coi chừng là huyết áp cao. Thì bây giờ á, là mọi khi mà thấy những cái trường hợp vậy á, thì mình hỏi có huyết áp cao không? Chứ A thần phù á, mà là đang là huyết áp cao mà mình đè ra mình làm á, thì có chuyện đó không hay. Mình chỉ chữa cái đau cổ gáy là do, thứ nhất là do cái trúng cái hơi lạnh á, và nó làm cho đau cái cổ gáy. Cái thứ hai là do tổn thương ở cột sống cổ. Thì tổn thương cột sống cổ á, nó gồm có nhiều cái. Cái thứ nhất á, là phôi quá cột sống cổ, rồi gai cột sống cổ, rồi thoái quá cột sống cổ, rồi thoát vị đĩa đệm cột sống cổ. Do đó là mọi người á, là khi mà nói về cái đề cột sống cổ á, thì mình phải nói cho rõ cái cột sống cổ của mình là gì. Chứ còn ở đây ai cũng giơ tay lên tôi cứng gáy, cái đó là do huyết áp cao. Thành ra là phải kiểm tra huyết áp. Do đó là mọi người chú ý do đó. Chứ nếu mà ai cũng đè lên mà làm hết á, thì là tiêu tán đường. Rồi, mọi người lưu ý nhé. Những người huyết áp cao thường là sáng dậy là cứng cái cổ, đau cái cổ. Nếu mà chúng ta gặp thường chuyện thường xuyên như thế, mọi người phải lưu ý là đến ngay bác sĩ để kiểm tra cái vấn đề huyết áp của mình. Rồi, bây giờ những người nào mà mới bị đau vai gáy cổ đi, hoặc là bị đau do cái gì, người em làm nghề gì? IT. Rồi, ông này IT. Rồi, mời ông lên đây. IT đúng không? Đau bao nhiêu lâu rồi? Gần 10 năm nay. IT gần 10 năm. Rồi, đúng rồi. Bệnh nghề nghiệp rồi, sinh nghề tử nghiệp. Mời em lên đây. Rồi bây giờ em này cũng cao bao nhiêu boy á, nên là không cần đứng đúng không? Chứ tôi mà đứng thế này giống như là cô Âu du kích nhỏ, dương cao súng. Mà đây không có súng. Rồi, em còn thấy có mỏi không? À, được ha. Rồi bây giờ thế này, việc đầu tiên á, hai người hai bên nhanh chóng, ai thạo lên đây bơm máu liền. Hai người hai bên bơm máu cho em này. Rồi ai nhanh chóng lên mình cũng thể. Ôi, sáng giờ rồi. Hồi sáng giờ mình có mình thực hành hết rồi, làm lại chi cho mất gì hả? Rồi, bơm máu rồi thì bây giờ tiếp tục bài. Bây giờ vô điều trị thôi. Rồi, bây giờ đầu tiên là kiểm tra tình trạng. Bây giờ em gặp đi xem sao. Rồi, gặp ha, mọi người nhìn cái gặp gần ngửa của em nè. Rồi, nghe nó đau ở đâu? Xương thông thốn. À, đau thốn thốn là khu vực nào? Hai bên này ha. Rồi, bị đau thốn ở đâu? Chỗ nào nữa? Chỗ này đúng không? Rồi, ok. Vậy là cái tư thế ngồi của em á. Thường thường là mọi người biết là khi mà đau thốn cái điểm đó, đó thì khi mà mình đi chụp X quang á, thì thường thường là C4 và C5 bị tổn thương. À, còn là cái chỗ em này chỉ là khoảng C3, C4. Ok, rồi tiếp tục. Rồi, bây giờ cái đau cổ gáy sau khi chúng ta kiểm tra tình trạng đau xong thì chúng ta sẽ dây vào cái thần kinh
khe giữa khe ngón 2 và ngón 3. Trước hết mọi người sẽ làm cái động tác như sau ạ. Chúng ta sẽ miết. Chúng ta sẽ miết. Đầu tiên chúng ta sẽ miết vào cái khe của giữa ngón 2 và ngón 3, giống như là miết để đẩy máu đi á. Rồi sau đó thì chúng ta miết vài cái thì chúng ta bắt đầu day ở cái cục xương này này. Đó, giữa ngón 2 và ngón 3 mọi người nhìn được không? Đó, chúng ta day như thế này, chúng ta đẩy như thế này. Rồi sau đó thì chúng ta đẩy cái cục xương của cái ngón bên kia, ngón thứ 3. Rồi chúng ta day như vậy đó. Nghe đau không em? Đau lắm hả? Rồi sau đó chúng ta dùng hai ngón cái này và chúng ta day cái cục xương của hai bên ngón đồng thời. Đau lắm không? Đau chứ. Đau. Rồi sau khi chúng ta day xong như vậy rồi, chúng ta miết máu lên, đường máu như vậy rồi, bây giờ chúng ta bắt đầu day vào cái khe của giữa ngón 2 ngón 3, tức là chúng ta sẽ tránh cái mạch máu ra, mình nghiêng cái ngón tay và mình đẩy vào cái dây thần kinh. Đó. Khi chúng ta đẩy vào cái đường dây thần kinh này, em có nghe cái cảm giác gì không? À, nó giật giật, nó tê lan lên hả? Nó tê lan lên. Thì đây là cái vị trí này người ta thường gọi là, người ta gọi là cái gì ạ? Lạc trầm. Tức là nó sẽ tác động lên cái chỗ khu vực cổ gáy của mình và nó sẽ điều chỉnh cái khu vực cổ gáy nha. Rồi bây giờ mình day này, mọi người nhìn này, khe ngón 2-3 mình nghiêng cái ngón tay nha, day sâu xuống, không đè vào cái mạch máu. Rồi mình day tiếp cái khe cũng ở cái giữa ngón 2-3 mà cái khe trên đó. Và khi mình tác động cho người ta rồi